chiến sẽ diễn ra. Hãy thực hiện nghi thức hiến tế trên đảo Itogami. Chúng ta sẽ mở ra vương giả môn tại thế giới Nord. Anh sẽ đưa Aurora trở lại. Chỉ anh mới có thể cứu cô ấy. Để giải cứu Aurora, đón xem huyết chiến phần cuối trên kênh Animax.